Trở lại với Đời Nghệ Sỹ trong chủ đề Bước ngoặt cuộc đời là một gương mặt đa tài đã thành công trong nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài nghệ thuật bằng tầm nhìn và sự nhạy bén đặc biệt, đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Mời quý vị khán giả cùng đến với câu chuyện về những ngã rẽ cuộc đời của ca sĩ Nguyên Vũ trong Đời Nghệ Sỹ.